Niệm danh hiệu Bồ Tát có thể minh tâm kiến tánh. Tâm tánh của chúng sinh luôn luôn quang minh lỗi lạc, chẳng qua là vì bị vô số tội chướng vọng niệm làm cho lu mờ đi thôi. Bản tính của chúng sinh thì thích sướng ghét khổ do vô minh che đậy, nên chúng sinh không biết cách để đạt tới sự an lạc sung sướng, thoát ra khỏi sự thống khổ. Do đó, tuy rằng miệng luôn nói là truy cầu sự an lạc, nhưng bất hạnh thay, hễ càng tìm kiếm thì càng thêm thống khổ. Bồ Tát là người có lòng từ bi quảng đại, đã giác ngộ, biết được làm thế nào để ly khổ đắc lạc. Vì vậy, đối với chúng sinh đau khổ, đáng thương xót, Ngài phát tâm nguyện đại bi rộng lớn, tầm thanh cứu khổ, nên chúng sinh mình không phải là hoàn toàn tuyệt vọng. Chỉ cần mình có lòng thành khẩn, niệm tụng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì Ngài sẽ dùng pháp lực vô biên để độ thoát giúp mình ly khổ đắc lạc. Sự an lạc này là sự an lạc cứu cánh, là sự an lạc ở Tây Phương Cực Lạc. Do vậy, nói rằng niệm danh hiệu Bồ Tát không những được thoát ly khỏi sự thống khổ của thế giới này, mà mình còn được sự vãng sinh về thế giới cực lạc, khi hoa khai kiến Phật tới được chỗ an lạc, thanh tịnh, cứu cánh nhất. Niệm Bồ Tát có thể ly khổ, có thể làm cho mình liễu ngộ tâm tính. Phải chăng có một việc quá dễ dàng như vậy? Nhiều chúng sinh còn ngu tối đặt ra câu hỏi này. Bồ Tát quả phát tâm muốn làm chuyện tiện nghi cho chúng sinh, nên Ngài mới ra pháp môn phương tiện như vậy. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều chúng sinh, giàu với sự dễ dàng tuyệt đỉnh kia cũng không nhận thức được, thật đáng tiếc thay. Có người lại nói rằng, niệm danh hiệu Bồ Tát thì có thể tiêu trừ được tội khổ, đó là điều tôi tin tưởng. Nhưng làm sao niệm Bồ Tát lại có thể làm cho tôi minh tâm kiến tánh được? Vài ngày trước, tôi có nói ví dụ về chuyện đánh điện thoại, bây giờ lại kể cho quý vị nghe một ví dụ khác còn đơn giản hơn. Ví dụ, như có một người bị bịt mắt, chỉ thấy bốn bề tối đen, người đó đi tới đâu nếu không đụng phải vào tường thì cũng va vào vách, làm cho sứt đầu bể trán khổ không thể nói được. Nhưng tự anh lại không biết thế nào để tháo tấm khăn bịt kia ra, may thay, y gặp được một người có lòng từ bi, trông thấy anh tội nghiệp như vậy, liền giúp anh mở khăn bịt mắt ra. Nhờ đó, từ chỗ không thấy đường, nay anh ta có thể thấy mọi sự không còn khổ sở, cũng không phải đi đụng vào tường, va vào vách như xưa nữa. Đạo lý niệm Bồ Tát để được minh tâm kiến tánh cũng tương tự như vậy. Chúng sinh, y hệt như người bị bịt mắt kia, xưa nay mắt đâu bị mù, chẳng qua chỉ bị che kín mà thôi. Tâm tính của chúng sinh cũng như vậy. Xưa nay vẫn không mất mát, luôn luôn quang minh lỗi lạc, chẳng qua là bị vô số tội chướng vọng niệm làm cho lu mờ đi thôi. Bồ Tát cũng giống như người có lòng từ bi kia, Ngài giúp mình giải trừ nghiệp chướng, đã che đậy bản tính quang minh trong tâm mình, để mình có thể phản bổn hoàn nguyên, khôi phục lại bản lai diện mục. Cho nên, mình không thể không niệm danh hiệu Bồ Tát được, bởi vì giống như người bị bịt mắt kia, nếu không cầu kẻ khác, không chịu tiếp nhận sự giúp đỡ của kẻ khác, thì đừng nói là vẫn cứ phải đi đụng vào tường, mà còn có khi đi lạc lối rơi xuống hố thẳm, nguy hại đến tính mạng nữa. Ở đời này, số người có tội ác thì nhiều vô kể, nếu như không cẩn thận, lỡ một mai, lạc bước rơi xuống vực sâu tội lỗi, mất đi thân người thì muôn vạn kiếp khó mà tìm lại được, mang hận ngàn đời. Các vị cư sĩ, hãy mau mau tiếp thọ sự khuyên dụ của Đức Bồ Tát mà thường xuyên niệm tụng danh hiệu Ngài, để được cứu độ ra khỏi chốn biển khổ sanh tử này. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng ngày 17 tháng 6 năm 1958. Ha ha ha,